Chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến kênh của mình. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi rửa lạc đầu mùa để phơi nhé. Để phơi khô và ăn dần trong năm các bạn nhé. Đó. Ăn chưa ta?
thực ra vẫn còn chị Ngân ạ. Em lấy hạt trắng. Nhặt những cái củ này ra để luộc nhưng mà lâu lắm này. Củ gì ạ? À? Luộc ăn đi. Luộc ăn thì cần gì phải nhặt, cứ bốc một bốc thôi chứ đâu, cần gì. Có ý mẹ nói là những cái quả này sợ mai kia nó ngót đi ấy. Đây này. Mót thì mót kệ. Đó. Ảnh hưởng gì đâu. Ngon này. Cứ bốc ra một nắm để tí con luộc. Đây là lạc trắng à mẹ? Lạc tươi à? Sạch xong phơi. Không cắt đi mai thì ăn dần. Mỗi một lần mình ăn mình bóc ra không có chất bảo quả. Mẹ mua bao nhiêu tiền một cân? 14.000 á. Bà. Cháu chào bà. À, con bây giờ con phải trông cháu. Con phải trông cháu không bán được bà. Con mua làm để con phơi. Mẹ để ăn dần à. Vâng. Thế là bác ạ. Dạ. Dạ cũng có hàng đi rồi, hàng chưa đi bà. Vâng. Xem cho mình biết cho con. Cái đứa hôm nọ nhà mình bỏ trông đâu. Đó, chúng ta phơi sạch đi nhé. Rửa sạch cho phơi khô rồi cất tủ ăn dần nhé. Đó. Đấy, clip của mình đến đây là kết thúc nhé. Các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi clip lần sau nhé. Chào các bạn.